Đó, con cua. Đó, con bự lượng con bự nha. Đây con cua nè. Nè chói luôn đi. Chào đá lửa luôn. Bự quá, nguy hiểm. Cua coi vậy đó. Rồi, hôm nay Tùng với lại anh Hiếu Hiền Vlog với anh ba anh em sẽ đi thăm đi cắm mấy càng câu cá thò lò biển với bắt mớ cua lên nướng ăn sinh tồn cả nhà. Lâu quá rồi không có nướng cá ăn thèm. Thì trước khi đi thì cho Tùng xin kính chúc tất cả cô dì chú bác anh chị em luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Xem cái video của Tùng vui vẻ thì hôm nay Tùng sẽ vào cái khu rừng bằng đây nè cả nhà, cắm cá thò lò biển nha. Có cá có gì đó thì Tùng sẽ quay và ghi hình cho nhà cùng xem nha. Không có đó hàng nha anh ơi. Rồi. Giờ Tùng mời cả nhà theo chân của Tùng trải nghiệm để cắm câu cá thò lò biển nha. Thì cái đợt trước thì Tùng đi tới đây có con cua nó bò nữa nè. Hôm nay quay lại đây nó bò nữa nè. Mà biết con cua này nó ở đâu thì Tùng không biết nha. Đây nó bự nhỏ nè, nó bò quá trời đây. Tùng kiếm thử có hang nữa không. Ờ nó bò cua nhỏ anh. Bò quá trời đây. Con này chừng lạng. Con cua nhỏ chiếu mini. Cua nhỏ nhưng mà cua này thì rất là chắc luôn, cua này có vỏ. Cua nhỏ nhưng mà có vỏ. Rất là chắc. Chói không ta? Bỏ đây luôn. Chói lại chứ. Ủa nhỏ quá chói không anh Tùng? Cua nhỏ quá có chói không? Cua mini. Ồ con cua, cua này nhỏ nhỏ chứ mà nó cắn cái là lên bờ xuống ruộng như nó. Rồi. Đây cái hàng cua này nó bò nãy giờ quằn kiếm mũi cắn quá trời cả nhà. Giờ bắt nha. Hàng cua quá to luôn. Hy vọng là bắt được nó. À, dâu rồi. Đấy, đỡ khổ. Còn câu bỏ đâu không biết nữa. À, lâu mất luôn. Nó đem theo đồ để mình máy đào. À, cái mai nè. Đó. Nè. Trời. Cái mai này sẵn khó nói. Cứng quá, cua giấu này cua nở sâu quá. Chui theo thú luôn rồi. Rồi. Con này sâu rồi nha. Sâu. Để bây giờ mình ngồi mình phối muối mình phụ trên Tùng ha. Quá trời. Quá trời muối rồi. Muối tháng này không trả nổi. Nắng này. Ngoài chỗ nắng á. Ngoài chỗ này nó chống á chứ mà nó mà mưa nó nắng muối dữ dằn. Con dừa muối dữ nữa. Cây cũng móc huyền thoại nha. Quẹo nữa trời. Công công quẹo quẹo gì mới ngon chứ. Đó, xa rồi. Dễ không à. Muối. Quá muối. Cua mấy chục năm rồi đó không có mai á. Có cái tai vậy không? Ghê gớm thật. Đúng hay gì vậy? Sao cứ đi vòng kỳ nè. Nó phải đông kích tay rồi chứ. Đi theo cái bụi vịt thúi dưới đây. Còn đây nó có bụi vịt thúi nữa ta. Bất lạc chưa? Có hơn bất lạc. Cua này dạ. Đó. Rồi. Đó, không phải. Sẽ lạc trước chứ. Rồi. Chưa đụng con cua mà chưa giáo bất lạc trước. Chạy đâu ơi. Mình phải tự tin chứ. Phải tự tin rồi lên. Đó. Lạc một cái ta. Cái này. Mới đây mà. Đụng ở đây
kiếm đường khẩu rồi đó. Cái gì? Trời, cái lộn go nó dung dinh nó dưới đây nè. Vậy móc kìa anh. Chân già trước nó nằm chỗ nào chứ. Cái gì? Có cua mà dùng mai dùng móc nó xưa rồi. Nằm mấy trên. Mũi quá, mũi quá. Em luôn. Trời, mũi dằn không luôn. Em được cứ em luôn này, chứ. Mũi lát mà mũi này. Đói mà lâu lâu mới gặp được người mà. Ôi ôi ôi. Bào chắc. Bào chắc. Ai? Chưa. Mới chưa. Được rồi rồi. Chỗ đi. Con này là quá ngon luôn nha. Cái này chưa mở mà. Rồi rồi rồi, mở rồi. Ngon lắm. Con đầu tiên. Rồi, đây, em tối cho. Đây rồi, con thứ hai rồi. Rồi con thứ hai rồi đó. Con đầu tiên hoài. Nãy con kia con mini. Có cái lỗ, cái túi, cái vỏ nó cũng có túi với cái da được không biết. Hay quá. Cái lỗ, lỗ nào có túi không? Cái vỏ nó lủng lỗ á. Ờ. Lỗ nhỏ đó, lỗ đó chắc chưa ra được. Bắt được một con cua không phải dễ nha cả nhà. Quá cực. Cá hay cua không biết. Trong ống vừa đào dính con cá thòi lòi, đào ở ngay chỗ đó đây nè cả nhà. Đó, chỗ đó mới đào. Dính con cá thòi lòi khá to. Trời ơi, cá lòi. Đây. Tùng vừa qua thấy giống nó bò nè cả nhà. Nó bò đây nha. Rồi nó chen vô cái hang nè. Hang khủng khiếp cái hang không? Trời, giống nó bò. Trời ơi, cái hang nè. Giống nó bò. Nhiều luôn. Này thọt móc cái lụm nó luôn chứ gì đâu. Này chơi chừng hai con nha. Có dấu nhỏ, dấu lớn nè. Để về trước à? Tùng ngoái đi. Là cái cỏm, cái này lụng gạo. Hai con nó chen vô chỗ luôn hả? Giấu bò quá trời bự. Con à. Nên xuống. Đó. Cỏm à. Cỏm à. Nghe cỏm rồi đó. Đó. Nghe cạch cạch trong cả nhà. Bò móc lên luôn. Bò nó nè, nó bò cái lường đó nè, cái ghê luôn. Đó. Thường giấu nè, giấu lên luôn. Con này chắc cũng tầm có 2 lạng hơn. Có nói mình giấu biết à. Con này nhiều anh nói nhiều. Có 2 lạng trên á. Con lắm hả? Con cua này làm dù mình kiếm nó từ nãy giờ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ đó. Ba anh em dù hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm được nó. Quá trời. Con này khổng lồ rồi. Trời khổng lồ rồi, vô kèo rồi. Thôi đừng bự quá gì vừa thôi, bự quá. Từng nói cua đừng bự, lên cua đừng bự, chứ cua nhỏ nha. Trời ơi. Đó, con cua. Đó, con bự, lượng con bự nha. Còn đây con cua nè. Nè, chối luôn đi. Chà quá lửa luôn. Bự quá, nguy hiểm cua quá. Cua có vậy gì đó. Đó. Tướng ăn mà sợ vậy. Trời ơi. Kéo càng không vô luôn.
coi. Con này tầm nửa ký à. Nói rồi mà con này bự mà. Đây thấy dấu gì mà bự dữ ha. Ồ ở đây nó cứng rồi. Mềm. Ừ, nó chắc. Hơi mềm con cua bò giống nhỏ. Đất cứng con cua mà bò giống bự. Khủng khiếp. Cua này bò cũng được kính cặp. Cô đặt tướng, cô đặt tướng trước. Đây, à,